Hàn Quốc, một quốc gia nằm ở phía đông châu Á. Đất nước phát triển này có lịch sử Phật giáo 1.700 năm, với 80% người dân theo đạo Phật. Có lẽ vì vậy mà đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Hàn Quốc luôn được đề cao về giá trị tự nhận thức bản thân, tự thay đổi và chịu trách nhiệm cho cuộc sống chính mình, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển về kinh tế và xã hội. Tham gia chuyến hành trình đặc biệt lên núi cao, nơi có ngôi chùa Samwasa cổ kính 1.400 năm tuổi, đoàn du khách Việt Nam đã được sư thầy Búp Trang hướng dẫn. Ông là người uyên bác và thân thiện. Ông đang giới thiệu về phiến đá cổ 1.400 năm trước sân chùa. Bên trong cột đá thách thức với thời gian này có chứa xá lợi Phật, một bảo vật của ngôi chùa. Ngôi chùa Samwasa, nghĩa là Tam Hòa Tự, được xây dựng năm 642. Qua nhiều lần trùng tu vẫn giữ được vẻ ngoài uy nghi theo kiến trúc mỹ thuật đàn tròn đặc trưng của Hàn Quốc, với màu xanh làm chủ đạo, gồm 5 màu xanh, vàng, trắng, đỏ, đen, tượng trưng cho ngũ hành trong vũ trụ. Chính điện thờ bức tượng Phật Thích Ca được đúc bằng sắt rất tinh xảo. Bảo vật có hơn 1.400 năm tuổi này cũng là bức tượng sắt duy nhất tại Hàn Quốc. Muôn loài tồn tại quanh chúng ta đều có cuộc sống và giá trị như nhau. Hết thảy đều phải được bình đẳng và trân quý. Đó là thông điệp của tứ pháp khí mà chúng ta đang nghe sư thầy thuyết giảng. Tiếng trống cầu cho các loài sống trên mặt đất. Tiếng khánh cầu cho các loài bay trên trời. Tiếng mõ cầu cho các loài dưới nước. Tiếng đại hồng chung nguyện cầu cho muôn loài. Mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi tự tay mình được gióng 3 tiếng chuông, cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình. Đa số những ngôi chùa cổ kính của Hàn Quốc đều nằm nơi rừng sâu, núi cao, phong cảnh đẹp, thiên nhiên trong lành, tinh khiết. Từng con đường, từng dòng suối, từng phiến đá đều in dấu vết những người đến trước. Nhưng sao trong chúng tôi ai cũng thấy là mình đi trước? Đó chính là cảm giác khi ta bắt đầu trải nghiệm nhìn lại bản thân mình. Cảnh vật như giúp ta cởi bỏ hoàn toàn những tiện nghi vật chất, rũ sạch những căng thẳng, lo âu, phiền muộn, hòa mình vào không khí trong lành, như được ngã vào vòng tay tinh khiết, nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên. Trên núi cao, các nhà sư đã trồng vườn rau xanh, nguồn thực phẩm trong sạch giữa trời và đất, cung cấp bữa ăn chay hàng ngày. Và hôm nay, đoàn chúng tôi cũng được thưởng thức. Cùng với nghi thức nguyện cầu, mỗi người trong chúng tôi sẽ xâu một hạt vào dây chuỗi với ý nghĩa được dịch thuật tiếng Việt. Này là: con xin nguyện trân quý mẹ thiên nhiên, không làm tổn hại đến các loài sinh vật cùng chia sẻ với con hành tinh xanh này. Rồi thì, con xin nguyện yêu thương tất cả những người xung quanh con. Cứ như vậy, mỗi câu nguyện tương ứng với nghi thức bái lạy và xâu một hạt vào chuỗi hạt. Trang nghiêm, thành kính, chúng tôi cảm nhận được sự thanh thoát trong tâm hồn.
những toan tính ích kỷ, những nóng giận ghen ghét được lấp đầy bằng tình yêu thương hỷ xả. Trong không gian của tôn nghiêm tĩnh lặng, giữa không khí thiên nhiên trong lành, mọi người cảm thấy bản thân như có một nguồn năng lượng trong lành, mạnh mẽ, đầy tình yêu thương. Lần đầu tiên và cũng là dịp đặc biệt đối với em để trải nghiệm những đời sống, những nét văn hóa Phật giáo rất đặc sắc tại Hàn Quốc. Ví dụ như là trà đàm cùng các vị sư, rồi 108 lại để kết 108 chuỗi hạt. Thật sự rất là ý nghĩa, từ kiến trúc mỹ thuật tới kiến trúc đàn chon là mỹ thuật của Hàn Quốc, hoặc là các cái kiến trúc chùa, tháp vân vân. Mỗi một ngôi chùa, mỗi một ngôi già lam gần như là một cái viện bảo tàng tổng hợp mà mình có thể thưởng thức được rất nhiều cái văn hóa truyền thống đậm màu sắc của đất nước Hàn Quốc. Từ trên núi, đoàn xuống biển để ngắm bình minh. Con đường ra biển hết khoảng 20 phút chạy xe. Chúng tôi hy vọng thấy mặt trời mọc. Sáng nay trời nhiều mây, chúng tôi không thấy mặt trời mọc. Nhưng xuyên qua kẽ mây, bình minh cũng ló dạng. Mọi người hít căng lồng ngực làn không khí tinh khiết của ngày mới, của biển cả và của miền duyên hải trong lành. Chúng tôi bắt đầu nghe kinh và tu thiền. Không phải là Phật tử, không phải nhà tu hành, những kẻ ngoại đạo như chúng tôi cũng không hiểu tiếng Hàn. Vậy mà với tinh thần tĩnh tâm, buông bỏ, con người như được phiêu du nhẹ lân lân. Thực hành thiền định là làm sạch tâm thông qua việc tĩnh lặng tâm trí. Đầu óc dường như được dọn sạch và như đang nạp một thứ năng lượng hoàn toàn mới. Quên tất cả, để rồi yêu thương tất cả. Cuộc sống hiện tại quá nhiều những cái sự lo toan, quá nhiều những cái trăn trở khi mà các bạn phải lo về cơm, áo, gạo, tiền. Thì 2 ngày 1 đêm trong cái chương trình Temple Stay này, chúng tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có được một cái thời gian, thời khắc mà các bạn tịnh lại, nhìn lại bản thân mình, cũng như là nạp năng lượng cho cuộc sống của các bạn về sau này. Đặc biệt là chương trình Temple Stay sẽ giúp cho cái giới trẻ hiện nay, những người mà bị stress với công việc, stress với cuộc sống, sẽ tìm được một cái hướng mới để cho tâm hồn mình nó thư thái hơn và thanh thản hơn. Thống kê được cho đến năm 2018 là có 4.400.000 người đã tham gia chương trình Temple Stay, trong đó có 770.000 người nước ngoài, và Việt Nam hiện đang là quốc gia đứng thứ tư cái lượt người nước ngoài tham gia nhiều nhất Temple Stay. Đứng thứ nhất là Mỹ, thứ hai là Trung Quốc, thứ ba là Đức và thứ tư là Việt Nam. Đây là một con số rất là ấn tượng. Trà đàm là một buổi tối đầy thú vị với du khách chúng tôi. Điều kỳ lạ là một người sống trên núi, cách xa thế giới văn minh, lại đi lý giải những khúc mắc xã hội của những kẻ sống trong xã hội hiện đại. Đó phải chăng chính là tính khoa học của đạo Phật khi lấy trí tuệ làm nền tảng căn bản để giải thoát con người? Triết lý ra đời 2.500 năm vẫn đang tiếp tục được kiểm chứng từ thực tiễn đến lý thuyết cho mọi thời đại. Việt Nam là một quốc gia đang trên đà phát triển. Tôi tin là Việt Nam còn phát triển nhiều hơn nữa. Song song với đà phát triển kinh tế của đất nước, thì người Việt Nam cũng phát triển về mặt tâm hồn, và trong tâm hồn mỗi con người hạnh phúc, thì đó là phát triển bền vững. Tạm biệt Samwasa, tạm biệt một ngày tinh khôi. Ông bà ta nói, đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Mong sao trong mỗi chúng ta luôn đứng vững trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Hãy làm việc chăm chỉ, hãy buông bỏ phiền muộn, hãy yêu thương đồng loại, giữ cho tinh thần luôn sáng trong với tấm lòng nhân ái. Hãy làm cho tâm hồn chúng ta ngày càng thêm giàu có.